Kính chào bà con và các bạn đang đến với chuyên mục Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chuyên mục tuần này, mời bà con và các bạn cùng đến với mô hình nuôi cá lồng bè hiệu quả tại huyện Cát Tiên. Tiếp đó là phóng sự rực rỡ sắc hoa đồng tiền ở xã Trạm Hành, thành phố Đà Lạt. Và phần cuối sẽ là những lưu ý khi canh tác chè theo quy trình IPM. Mời bà con và các bạn cùng theo dõi. Thưa bà con và các bạn, hồ Đắc Lô là hồ thủy lợi lớn ở Cát Tiên. Hồ nước này được hình thành từ nguồn nước tự nhiên nên rất trong lành, không bị ô nhiễm. Và đây cũng chính là điều kiện thuận lợi giúp các hộ dân có thể phát triển kinh tế từ việc nuôi cá lồng bè trên hồ. Cụ thể như thế nào? Mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Những lồng cá này là của hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Tình ở xã Gia Viễn, huyện Cát Tiên. Năm 2016, ông Tình quyết định đầu tư hơn 700 triệu đồng, nuôi 14 lồng cá với các loại cá như trô phi, diêu hồng, cá chép, cá trê, v.v. Sau 6 tháng, ông đã thu hoạch được lứa cá đầu tiên với trọng lượng trung bình đạt từ 1 kg đến 1,5 kg một con. Nhận thấy vùng nước ở hồ nước này rất thích hợp với việc nuôi cá lồng, khí hậu rất thuận lợi để mở rộng mô hình. Chính vì thế, ông đã quyết tâm mở rộng quy mô chăn nuôi. Hiện nay, mô hình nuôi cá lồng của gia đình ông Tình đã phát triển được 50 lồng với hình thức nuôi gối đầu. Mỗi lồng cá mỗi năm có thể cho thu từ 1 đến 2 tấn cá tùy loại. Hàng tuần, cá được xuất bán cho hàng chục thương lái tại Cát Tiên, Bình Phước và Đắk Nông. Với giá bán từ 35 đến 45 ngàn đồng một ký, sau khi trừ tất cả các chi phí đầu tư, gia đình ông thu được từ 500 đến 600 triệu đồng tiền lãi mỗi năm từ nghề nuôi cá lồng. Năm nay là lúc ban đầu thì phát triển nó mới con số nó ít. Rồi khi mà mình làm ăn thấy nó cũng tạm tạm được rồi thì mình rút kinh nghiệm đấy. Thì đến năm nay là năm thứ 3 thì hiện thực bây giờ là đạt gia đình là cũng sắm sửa và xây dựng lên được 50 lồng. Được biết diện tích mặt nước này là do ông Tình thuê của Trung tâm Khai thác và Quản lý Công trình Thủy lợi Lâm Đồng. Do có điều kiện nguồn nước tự nhiên từ vườn quốc gia chảy ra nên rất sạch, không bị ô nhiễm bởi nước thải hay môi trường xung quanh. Tuy nhiên, để phòng dịch bệnh cho cá, ông Tình cũng đã áp dụng việc khử vôi, bổ sung thêm một số loại vitamin để cá phát triển tốt. Cá ở đây có chất lượng cao, thịt chắc, thơm nên được thị trường rất ưa chuộng. Bảo vệ và chăm sóc, phòng ngừa bệnh từ lúc con cá nhỏ, lúc cá giống mới về. Thì nói chung là mình cũng có những cái kinh nghiệm như vậy. Và cái thực tế nhất là để mà phòng ngừa được bệnh và trị bệnh cho con cá thì chủ yếu là gia đình dùng bằng cái nguyên liệu bằng tỏi tươi. Thì mình cứ bóc ra thì mình cho vào máy xay ra rồi mình ngâm nước cứ chừng khoảng độ 3-4 tiếng đồng hồ, xong sau đó thì mình trộn với thức ăn cho cá ăn như vậy. Do không đủ sản lượng cá cung cấp cho thị trường, hiện ông Tình đã vận động anh em bà con tận dụng nguồn nước mặt hồ để nuôi thêm cá và hướng thành lập hợp tác xã nuôi cá lồng trên hồ Đắc Lô. Hiện đã có 9 hộ tham gia vào dự án này. Dự kiến đến cuối năm nay, hợp tác xã này sẽ chính thức đi vào hoạt động. Phải là xây dựng cái thương hiệu cá sạch thì là mình phải là đi đến xây dựng hợp tác xã, có giấy phép kinh doanh, có các cái thương hiệu rồi thì mình mở rộng cái thị trường, mình tiêu thụ sản phẩm. Trong cái khi thành lập hợp tác xã thì sẽ có được cái chính sách hỗ trợ của nhà nước. Thứ nhất là về cái vấn đề là cái tài chính một phần, rồi cái thứ hai là về cái kỹ thuật. Hồ thủy lợi Đắc Lô có diện tích hơn 300 hectare và độ sâu trung bình từ 10 đến 15 mét nên nguồn nước dồi dào quanh năm. Từ mô hình nuôi cá lồng của ông Nguyễn Hữu Tình cho thấy điều kiện nguồn nước, khí hậu hồ Đắc Lô rất phù hợp để khai thác phát triển nghề nuôi cá lồng cho người dân địa phương. Chính vì vậy, huyện Cát Tiên đã hỗ trợ các hộ dân phát triển mô hình bằng nguồn kinh phí của huyện. Qua đánh giá trong 2 năm qua thì các mô hình mà nuôi cá lồng bè trên địa bàn huyện khá là hiệu quả. Chính vì vậy cho nên huyện đã thúc đẩy động viên và khích lệ
đầu tư trong năm 2017 với xây dựng mô hình nuôi cá lồng bè là 50 triệu đồng, hồ chăn nuôi đối ứng 50%. Ngoài các loại cá truyền thống, hiện nay các hộ dân nuôi cá lồng trên hồ Đắc Lô còn nuôi thêm cá da trơn, cá lăng để tăng thu nhập. Có thể nói, hiệu quả mà mô hình nuôi cá lồng bè mang lại đã được chứng minh. Tuy nhiên, việc đầu tư nuôi cá lồng bè đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn. Chính vì vậy, việc phát triển cần được cân nhắc và phát triển theo chuỗi liên kết là hướng đi quan trọng giúp bà con nông dân có thể nắm rõ quy trình cũng như có được đầu ra ổn định.